chạy vào cuộc sống lạng hương ngọt ngào, lại còn tội buôn gian giá mạo hàng thức hiệu của người, khiến người điêu đứng tiệc thùi, người mua lầm cũng khóc cười dở dang. Nguy hiểm nhất thuốc thang làm giá, cũng như xem viên cá mạng người. Dù chìm địa ngục cứng nơi tội tình là ai con quá sai mà với bà mà ba thương con. Cũng xin tặng người lúc còn sống hung mang dữ tợn, cụ tập thành băng đảng côn đồ. Xuống địa ngục còn đâu quy luật, ta chịu lửa gối thân mức mình ra qua ngục mình. Cũng không xưng với thơ nào ác nhân, nay hối hận cam tâm chịu đò. Một ngày kia nghiệp xóa nhẹ rồi, xin đeo Phật pháp muôn đời, sống nguyện làm giữa đất trời. Ai cũng thấy ít cho nhiều điều tội, chỉ khác nhau biết lỗi hay không má đời là. Hiểu nương Phật pháp thoát dòng trầm luân, Phật là đấng chi tôn chi kính. Con đời đời sinh đảnh lễ người, từ bi trí tuệ tuyệt ca bời, nhờ thần quý Phật con đời. Là mặt trời soi sáng thế gian, lòng con tha thiết muôn vàng xin. Nay sám hối thay cho tất cả những chúng sanh đang đọa ngục mình, mong rằng sớm thoát tội tình, để cùng theo Phật tu hành chuyển tâm. Đã làm nên tội nhưng về sau biết đổi đời. Chút điều lành cũng giữ cũng làm, mà nghiệp tri sân hận tham lam cũng tu, khi mà từ tâm vững bền, đường thiện nghiệp đi lên từng bước. Nghiệp ác xưa từ trước quay lưng, tội xưa xin chuốc dần dần, bằng vô số việc thiện dân cho đời. Xin cúi xuống làm người hèn kém, miệng đôi tay tình thương dân khắp muôn nơi. Con chim đi nhỏ nhưng trời đất ngâm, dù có bổ quyết không bội hương, chỉ một đường cao thượng mà đi, cúi đầu trước đức từ bi. Như lời Phật dạy sống vì chúng sinh, Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Đại. Đây là ba cung. Xin quý Phật tử chuẩn bị đứng lên. Tại mất căng. Rút nhang ra. Con, bây giờ con đứng đây con rút nhang ra hết. Xong rồi con sẽ lấy một cái bọc đó con chảy xuống, con đổ cháo xuống đất á cho chắc chuẩn bị ăn nha con nha. Rồi con đổ cháo đổ sữa xuống đất hết à, rồi con lấy cái chút con bỏ dưới đất vô đấy. Hồng trần giảng có phù vi, không bền không những trường. Là nơi cứu sinh, là miền siêu sanh, hồng trần quảng ba phủ bi, không bền không những trường đi. Hiệp ly ly hiệp, xây đền là nơi khổ
những ba phổ vi công sanh công nghĩa trường kỳ lưng đi. Thành tâm cung cho tất cả các chư nhị vị hương linh khắp nơi nơi đều được no ấm. Này hỡi tất cả chư liệt vị chiến sĩ ân hùng, ngày tổ quốc gặp hồi khói lửa, vẫn tôi dân phải trả ơn nhà, bầu trời rộng lòng cao xa. Vì ai xui khiến gây ra nỗi này, cánh rồng rợn đang bài khắp chỗ, cuộc chiến tranh bùng nổ. Ra đi không hẹn ngày về, dùng súng mà nổ tràn trề máu tươi. Những chiến sĩ reo cười hăng hái, biết đây sinh quay trải gan lòng. Bao cùng mà trơn bao nhiêu xương trắng máu hồng đổ tuôn đền nợ nước tàn lung gan mật, chỉ nam nhi còn mất không màng, dù cho thịt nát xương tan nêu gương hùng dũng ngang giữa trời nơi chiến địa đạn bay di dúc chốn xa đường tiến gian. Quyết lòng đau mặt thi gan, quyết lòng vô quay đi xa tràn bỏ tay, trước cái chết đạp dài sông nước ta đấng anh hùng nước quên quay hơn than ngôi cao cả hy sinh than ngôi chí dũng anh đưa lên là băng đời chiến sĩ biên cương xa thẳm ma kiếp bao binh máu đậm non sông, biết bao chiến sĩ anh hùng biết bao quân liệt máu hồng đổ tuôn, quả binh lửa tràn lan khắp xứ biết bao nhiêu tài tử nạn thương, biết ai là số quen ân cho hay một kiếp vô thường thời thôi, hồn tử sĩ bồi hồi vững khắp âm binh giờ giật bên đường, ù ù gió cuốn mây bay giọng cầu hiển hết về nơi Tây Đàn, nhờ đức Phật siêu thăng tế độ nghe tiếng kinh giác ngộ đường tu, qua bao nhiêu manh mối hận thù bao nhiêu oan nghiệt đền bù đã xong, rửa cho sạch tấm lòng thắng bại kiếp vượt qua khổ hải mê thân, dứt điều tham ái suy ân sạch trong ba nghiệp sáu căn nhẹ nhàng, nước Phật sen vàng đượm nở cảnh Tây Phương rực rỡ hào quang, trang nghiêm chính phẩm sen vàng mở đường tế độ sáu đàn chúng sanh, nên chống kiếp niệm danh hiệu Phật A Di Đà vô lượng pháp vương, cứu hồn chiến sĩ lên đường siêu thăng, nam mô cầu siêu lạc.
như đang Phật tử chúng ngã kim thi như cung thử thần nguyện thần phương như thi hòa tử công miễn dị thử công đức bồ tát phu nhân thi ngã đẳng như hoàng tử nhai công thánh thần đạo như đang ngũ tình chúng ngã kim thi như nước thi hô tình công nguyện gì đời công đức bồ tát phu nhân thi ngã đẳng như tình giai công thánh thần đạo như đang cố hồn chúng ngà kim thi như cung thử thần biển làm phương nhất thiết cô hồn nguyện dị thử công đức bồ tát phu nhân thi ngà đang giữ cô hồn mà giai công thành phật đạo ăn một lần lăng ba ba 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 việt nhật ra hồng mà án nga nga nam tam ba ba việt nhật ra hồng biến thi biến phạn phật cam lồ này thành tâm cung cho tất cả chư liệt vị hương linh khắp nơi nơi đều được nóm nhớ ơn chiến sĩ anh hùng hy sinh vì nước tự mạng vì dân thương linh đọa đài đau khổ vì tham sân si nên phải luân hồi phụng thỉnh chư liệt vị hương linh về đây nghe kinh niệm phật thờ tài hướng vạn quy phật quy pháp quy tăng quy phật lượng tôn tôn quy pháp ly dục tôn quy tăng chúng chung tôn quy phật lượng tôn tôn quy pháp ly dục tôn quy tăng chúng chung tôn quy phật lượng tôn tôn quy pháp ly dục tôn quy tăng chúng chung tôn quy phật căn quy pháp căn quy tăng căn quy phật căn quy pháp căn quy tăng căn quy phật căn quy phật căn quy tăng căn tất cả chư liệt vị quy phật quy pháp quy tăng lần thứ nhất tất cả chư liệt vị hướng linh quy phật quy pháp quy tăng lần thứ nhì tất cả chư liệt vị quy phật quy pháp quy tăng lần thứ ba tất cả chư liệt vị quy phật quy pháp quy tăng rồi kể từ nay tội nghiệp sẽ được tiêu trừ phước lành sẽ được tăng trưởng nguyện cho tất cả chư liệt vị nhớ phật niệm phật buông xả trần duyên khởi từ bi tâm nghe kính niệm phật hướng về tịnh độ Di Đà giải thoát nguyện cho gia đạo nơi đây được bình yên hạnh phúc nguyện cho tư liệt vị hương linh quanh quẩn nơi đây đừng có báo ơn báo quán đừng quậy phá đừng báo những việc không ai nguyện chư liệt vị chứng minh thương gia hồ nguyện chư liệt vị hương linh phước mắt phước mài đồng thọ tài hướng vạn thánh pháp nghe kinh siêu sanh giải thoát cùng phụng thịnh chư liệt vị hướng linh phát bồ đề tâm quy mạng lệ quy mạng lệ ở thế giới Phật A Di Đà đồng niệm Phật đồng vãng sanh tịnh độ A Di Đà Phật thân kim sắc ma tướng hào quang minh vô đẳng ngũ tu di tạng một từng thanh tư đài hải quang trung quá phần quá bồ tát chúng diệt vô biên tự lập các nguyện độ chúng sanh cứu phẩm nam mô tây phương cực lạc thời giới đại từ đại bi tiếp dẫn chư đặng đặng hướng linh quanh quẩn nơi đây được niệm phật bản sanh tịnh độ nam mô tây phương cực lạc đại từ đại bi tiếp dẫn hương linh a di đà phật 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 nam mô 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 Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật giảng sanh viên tịnh cho ngô ngẩn đương trì đồng Nam Mô A Di Đà Phật Giả La La Giả La Giả La Di A Di Đà Phật Di Đà La Ma Di Đà Di Đà La Di Đà La Ma Di Đà Di Đà La Ma 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 Di Đà La
nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời điều. Tất cả các thời điều an lành, xin nguyện từ bi tiếp độ. Nam mô cầu an lạc độ Bồ Tát, Nam mô cầu Nam mô cầu an lạc độ Bồ Tát. Ma tát nguyện sanh về cõi Bảo Liên, là nơi Tây Phương trên vi thọ mạng vô thường. Thầy ngài phước liền biết ba phước đức nhân duyên, đã về cực lạc còn phiền. Sự vui chơi cũng chẳng bị, đêm đêm thông thả ngày ngày. Sống lâu kiếp kiếp đời đời không già, không trời đi đâu. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo. Rồi con đọc theo sư nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Lê Thị Mơ. Con tên là Lê Thị Mơ. Hôm nay. Hôm nay. Con được sự hướng dẫn. Hôm nay con được sự hướng dẫn. Của sư phụ Linh Nghĩa. Sư phụ Linh Nghĩa. Cùng đạo tràng Phật tử. Cùng đạo tràng Phật tử. Cùng các anh em. Cùng các anh em. Vợ chồng chú Minh Tăng. Vợ chồng chú Minh Tăng. Đã thương con. Đã thương con. Trở về đây. Trở về đây. Lập đàn. Lập đàn. Cúng thí. Cúng thí. Cầu siêu. Cầu siêu. Tất cả các chư vị ở đây. Tất cả các chư vị ở đây. Cho tất cả. Cho tất cả. Các chư vị. Các chư vị. Ở đây. Ở đây. Xin cho con. Xin cho con. Thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối. Quý ngài. Quý ngài. Xin cái buổi lễ hôm nay. Cái buổi lễ hôm nay. Cúng. Cúng. Xin quý vị. Xin quý vị. Hộ độ cho con. Hộ độ độ cho con. Được khỏe mạnh. Được khỏe mạnh. Minh mẫn. Minh mẫn. Tinh tấn. Tinh tấn. Trở lại như xưa. Trở lại như xưa. Để cho con có cuộc sống ổn định. Cho con cuộc sống ổn định. Nuôi mẹ. Nuôi mẹ. Lo cho con. Lo cho con. Con thành tâm tạ ơn quý ngài. Con thành tâm tạ ơn quý ngài. Giỏi. Rồi xong. Đã cái đầu đủ bà các em cũng xin chúc chúc cho đây chào quý cô chú anh chị và hẹn quý cô chú anh chị đem bà các buổi lễ hôm nay đã chào quý cô chú anh chị.